đường rồi. Đừng lại bỏ ở đấy ngồi. Đâu nhỉ, mẹ mày thấy rét đúng không? Đấy. Đây bán thì thiếu ai mình thiếu được một nhà. Thank you.
không quay lại đi hôm qua bỗng tanh mà quay phát Facebook YouTube anh ạ. YouTube và Trần Quý TV anh nhá. Và Trần Quý TV. kiểu gì cũng lộ, chạy đi đâu được. Lách nhanh ạ. Mưa là nhìn mặt nhau. Ô tô nhầm đường. Nghe làm sao được, nghe để làm gì?